Chào các bạn. Hôm nay Siêu sẽ chia sẻ và mà kinh nghiệm cho chia sẻ cho tất cả mọi người về cái kinh nghiệm và bài tập động tác kết hợp với cái bộ môn Muay Thái và một số động tác phối hợp trong võ thuật và trong một số bài tập bổ trợ như là nhảy dây, nhảy cái lốp xe, nhón gót, nhảy lò cò bật phối hợp, lên gối với cái bao, những các bác sĩ hay làm. Thì những động tác đó là để tạo ra cái bắp chân ha, bắp giò, bắp chân, bắp chuối ấy. Tiếng Việt mình gọi là bắp chuối, tiếng Anh gọi là calf. Ok, cái calf này tạo ra thì làm sao để tạo ra cái calf này cho nó đẹp và sexy. Đối với một người đàn ông trung thành và thực sự là một cái bắp chân như vậy rất là cần thiết để làm sao để tạo ra cái bài tập này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình. Ngày xưa mình cũng là người gầy gò chai top, nhưng mà sau này qua một số quá trình tập luyện từ kinh nghiệm của bản thân xương máu để tạo ra cái bắp chân này. Em xin chia sẻ với mọi người, đầu tiên là đó, dụng cụ mình cái dây và cái tire để bánh xe, rồi là cái handbag bao, bao là cái tag này. Cái này mình để đạp. Thì trong võ thuật thì trong võ thuật kickboxing của Muay Thai thì nó tạo ra cái bắp giò, đó là lý do mà mọi người rất là thích tập. Đó là cái động tác gối, đạp và đá. Thì cứ mỗi cái lần chân trụ như vậy, cái đá hoặc đạp thì nó sẽ tạo ra cái bắp chân này, nó trụ lên cái bắp chân này. Khi mình đạp như vậy, một cái lực tác động ra, bạn coi từ đằng sau ha, đạp ra thì cơ nó tác động, đá khi mình nhảy một lực như vậy, nó tác động rất là nhiều vào kia bắp chân. Okay. Cái set như vậy, các bạn có thể làm từ 2 đến 3 set. Một set như vậy thì các bạn nhảy trong vòng từ 20 bước đến 30 bước, sau đó mình nghĩ sau đó mình sẽ làm lại, việc lại. Hoặc mình sẽ bấm thời gian là 30 giây, còn những người nào khỏe là 1 phút, mình làm liên tục động tác đó. Nó sẽ tạo ra được rất hiệu quả. Rồi, cái bài tiếp theo là mình sẽ chia sẻ các bạn là đứng với ba tường và cái dân tập tạ hay là đứng nhau nó lên như vậy, nhau lên như vậy từ đó ra. Nhưng mà bài này nó không có đáng kể, cũng là bài tập khởi động thôi, khởi động của bắp chân thôi đó. Nhưng mà không đáng kể, mình có thể gắn thêm cái tạ squat để tạo ra cái đó, mình tạo ra sức nặng lên vai để là để tạo ra bắp chân. Ok, đó. Hai lần tập bật cấp sẽ bật từ cái này còn kia với cái khoảng cách khoảng 10 mét sẽ bật từ từ mà. Ok. Tiếp theo đây là mình sẽ áp dụng với cái bài tập với cái bao. Trong tập thì cái tác lên gối và đá với cái bao này. Rồi mình tạo cái kéo với cái bắp chân này ha. Mình nắm lên mình vậy. Mình sẽ đi vào phần bắp chân này sẽ tạo ra ha. Nó khi mình gối một góc lên một lực tác động gối thì cái bắp chân mình sẽ tự động nó rút lên thế này. Thì lúc này cái lực mình tác động lên cái hông và cái phần chân dưới rất là nhiều, tạo ra cái lực đấy. Và cứ liên tục như vậy theo tầm hiện nên mình được tập luyện một cách và qua một thời gian tập luyện trải dài thì cái vấn đề mà tạo ra cho cái bắp chân là cái vấn đề rất là đương nhiên. Trong một thời gian tập càng nhiều thì cái phần mà có lúc bắp chân dưới nó sẽ tạo ra càng hiệu quả càng nhiều. Các bạn mắc là tại sao mình tập hoài không ra được cái bắp chân dưới, thì do các bạn chưa có bỏ ra nhiều thời gian để tập luyện, cho nên là kia kết quả mang lại
nó có nhưng mà không đáng kể. Ok. Bây giờ động tác gối mình sẽ chia thêm là động tác tiếp theo là động tác đạp trong võ thuật. Khi bộ xương mình thay thì có động tác đó đạp đạp ra kia gót chân, xem ha, đạp bắt chân mình ha, đạp dùng hoàn bảo ra thì lúc chắc là kia cái bắt chân này. Cái bắp chân họ rất là đẹp so với võ sĩ boxing, từ boxing là phần trên, nhưng mà khi boxing mình thay để mà cải thiện phần nhóm chân cơ gọi là lower body, thân dưới của cơ thể, đặc biệt nhất là bắp chân, đối với nam giới các bạn thanh niên thì rất là cần thiết khi bắp tập luyện môn boxing mình thay, tạo ra cái bắp chân rất là đẹp. Ok, nhẹ đá như vậy nó có tác động không, khuôn này chứ không nó cứ lưng bị cái dưới sức nặng lên kia cái bắp chân này sẽ xèn. Liên tục liên tục liên tục cứ trong bình một hiệp đá khoảng 100 cái thì ít nhất là 100 cái thì bạn nghĩ nếu mà bạn nào mà tập được từ 5 hiệp trở lên trong một cái buổi tập thì cái vấn đề cái thân dưới của cơ thể nó support rất là nhiều cho phần lower body này, và cái kheo gân gân kheo này, cái tam giác của kia cái bắp chân này cơ ngoài xanh lên, và cái phần cái xương mát này sẽ có một cái cơ nó được có thắt lên rất là nhiều đó, các bạn xem đây rất là rõ đây, cơ này khi mình co rướn nhiều như vậy, mình nhóm góp lên như vậy để tạo ra những nhóm cơ này rất là rõ đó, bạn sẽ thấy đó. Ok, ok, rồi tiếp theo là một số bài tập hỗ trợ nữa, đó là cái nhảy dây cũng cải thiện rất là nhiều cái bắp chân ha. Khi mình lên như vậy mình không tác động lên cơ chân, thì lúc mình nhón như vậy mình sẽ chống vào cái mu chân, mình hơi giống hết nguyên bàn chân như vậy, nó không có tác dụng như vậy, nó không tác dụng được gì. Mà khi mình nhón như vậy thì cơ này sẽ rút lên, bạn thấy ha, 1, 2, 3 mình sẽ nhón lên, nhón động sẽ rút, cơ này sẽ rút lên. Với cái cường độ mình tập nhiều lần theo từng set như vậy thì nó sẽ cải thiện rất nhiều. Tiếp theo nữa là cái phần bật lên kia thành, mình có thể chỗ này sẽ có cái lốp xe này rất là tiện, có chỗ thì có ghế, có bậc thềm, các bạn sẽ làm công tác này tạo rất nhiều công tác cho phần thể lý, thể nhịp nhàng bật
lên như vậy, vừa thăng bằng nó vừa tạo lên cái gót chân yếu nè. Lên đây là một số cái động tác kết hợp giữa cái trong môn tập kickboxing và Muay Thái tạo ra cái bắp chân dưới, bắp chuột đó, tạo ra cái bắp chuột cho các bạn. Hy vọng các bạn nào mà đam mê cái bộ môn này và muốn cải thiện cái phần dưới cơ thể, lower body thì cũng có bắp chân, đùi, hông, đó là phần thân dưới. Nếu các bạn đã áp dụng một số kiến thức của mình bỏ ra theo đường set hợp lý và có thời gian set up rõ ràng thì các bạn không phải mặc cảm với cái bắp giò tay to của mình nữa, mà mình sẽ có một cái bắp giò đầy sức mạnh và sexy ha. Chúc các bạn thành công, chào các bạn, bye bye.